thưa các thầy cô trong thủ đoạn bảo đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, bệnh phổi mô gái là một nhóm bệnh lý phức tạp bao gồm nhiều bệnh khác nhau, với hậu quả cuối cùng là dẫn tới sơ hóa phổi, suy giảm chức năng hô hấp và tử vong cho người bệnh. Hôm nay tôi rất hân hạnh được trình bày với quý đồng nghiệp về một chủ đề liên quan đến viêm phổi thắng cảnh, một trong những bệnh phổi mô gái không hiếm gặp trên lâm sàng, không còn gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán. Đây là bài báo cáo của tôi là HRCT trong chẩn đoán viêm phổi thắng cảnh, cập nhật các khuyến cáo năm 2020 và ATS, CRS, ALAS và khuyến cáo năm 2021 của CHEST. Bài báo cáo của tôi được tài trợ bởi Bollinger. Thì trong bài báo cáo này tôi đã trình bày bởi một số vấn đề chính. Thứ nhất là phân loại viêm phổi thắng cảnh. Thứ hai là vai trò của HRCT trong chẩn đoán viêm phổi thắng cảnh theo các cái khuyến cáo năm 2020 và 2021. Và thứ ba là dấu hiệu HRCT của viêm phổi thắng cảnh điển hình theo các cái khuyến cáo này. Về phân loại bệnh phổi mô gái thì chúng ta đã biết bệnh phổi mô gái sẽ được phân loại là bốn cái nhóm chính. Thứ nhất là nhóm bệnh phổi mô gái có căn nguyên như bệnh phổi mô gái do nghề nghiệp, như bệnh bội phổi này, do thuốc hay là do các cái bệnh tự miễn. Nhóm thứ hai bệnh phổi vô kẽ vô can. Nhóm thứ ba là bệnh phổi vô kẽ úp hạt. Trong cái nhóm này thì có hai bệnh chính, đấy là sarcoid và bệnh phổi tăng cảnh, và các cái nhóm bệnh phổi vô kẽ hiếm gặp như là lam hay là mô bào lan xê hăng. Thế thì chúng ta thấy là bệnh phổi vô kẽ tăng bệnh viêm phổi tăng cảnh nó nằm trong nhóm bệnh phổi vô kẽ có úp hạt. Mà bệnh này còn có một cái tên khác là viêm phế nang dị ứng với yếu tố bên ngoài. Thế thì cái tên này thì nó biểu hiện rất là rõ cái bệnh sinh của bệnh. Thứ nhất là tình trạng viêm phế nang, thứ hai là có cái phản ứng dị ứng muộn và có mẫn muộn, và thứ ba là phản ứng ngay từ bên ngoài. Các cái yếu tố kháng nguyên trong gây ra bệnh viêm phổi tăng cảnh rất là đa dạng, nhưng người ta có chia làm hai cái, có thể là gồm các cái kháng nguyên hữu cơ như là nấm, vi khuẩn, protein hay enzyme động vật, vân vân. Chúng ta hay gặp ở lông gà, lông vịt và nấm mốc. Và các kháng nguyên vô cơ như là bụi kim loại, hóa chất, nước hoa. Tuy nhiên thì việc mà phát hiện được các kháng nguyên này thì rất là khó trên thực tế. Khoảng 40-60% số bệnh nhân không tìm được kháng nguyên. Thế ở trong cái về mặt dịch tễ thì viêm phổi tăng cảnh nó sẽ cái tỷ lệ gặp viêm phổi tăng cảnh nó sẽ thay đổi theo vùng miền địa lý. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mình mà chưa có cái thống kê đầy đủ, nên là mình cũng không biết được cái tỷ lệ thực tế ở Việt Nam là bao nhiêu. Trong cái nghiên cứu gần đây năm 2018 ở Mỹ thì người ta thấy là cái tỷ lệ mắc viêm phổi tăng cảnh mãn tính trong cái nhóm bệnh nhân phổi kẽ được chẩn đoán và điều trị nó vào khoảng 20%. Và bệnh này thì nó không có một cái định cố định, nó có thể xuất hiện ở người trẻ và ở người cao tuổi. Trên cái biểu đồ thứ hai mình nhìn thấy là cái phổ tỷ lệ phần trăm bệnh nó hay lượng nó gần như tương đương ở cái nhóm tuổi trẻ và cái nhóm tuổi già. Về mặt cơ chế thì cơ chế bệnh sinh quan trọng nhất là tình trạng phơi nhiễm kháng nguyên lặp đi lặp lại dẫn đến những cái đợt tiến triển và thoái lui của bệnh trên lâm sàng. Bệnh nhân có thể là không có triệu chứng lâm sàng, sau đấy thì tiếp tục do phơi nhiễm với cả kháng nguyên dẫn đến triệu chứng bệnh và bệnh sẽ tiến triển trở thành mãn tính, hoặc là bệnh có thể tự thoái lui nhưng mà sau đấy thì lại gặp lại tiếp xúc kháng nguyên thì lại bị bệnh mắc trở lại và nó tiến triển thành mãn tính. Thế thì đây là một cái mô hình nó minh họa cho cái thay đổi của cái phế nang khi mà tiếp trong cái bệnh viêm phổi tăng cảnh. Đầu tiên là cái kháng nguyên nó sẽ đi vào trong lòng phế nang kích hoạt phản ứng viêm đấy, thì đây là cái pha viêm cấp. Tuy nhiên nếu mà cái phản ứng này nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nó sẽ trở thành cái pha viêm mã và cuối cùng nó sẽ trở thành cái tình trạng sơ hóa phế nang. Thế thì, tương đương đấy, chúng ta sẽ có cái tình trạng viêm cấp trên phim HRCT hoặc là cái sơ hóa mãn tính. Đấy, và với mỗi một cái pha này thì cái thái độ điều trị của mình sẽ là khác nhau. Với cái viêm cấp mình thường dùng steroid, và khi mà đã có những cái sơ hóa tiến triển sơ hóa mãn tính thì mình sẽ phải bổ sung những thuốc ức chế miễn dịch. Trước đây thì phân loại viêm phổi tăng cảnh người ta thường phân loại dựa vào thời gian xuất hiện triệu chứng và chia làm ba nhóm. Phân viêm phổi tăng cảnh cấp tính tức là sau khi triệu chứng xuất hiện sau phơi nhiễm 1 đến vài ngày. Bản cấp là triệu chứng xuất hiện sau phơi nhiễm từ vài ngày đến vài tuần, và mãn tính là sau phơi nhiễm từ vài tháng đến vài năm. Tuy nhiên cái cách phân loại này nó có ưu điểm là áp dụng rất là dễ hiểu và dễ áp dụng, nhưng mà cái nhược điểm của nó có rất là nhiều. Thứ nhất là nó dựa hoàn toàn vào đánh giá lâm sàng và cái kỹ năng hỏi bệnh của bác sĩ. Thứ hai là cái trường hợp viêm phổi tăng cảnh bản cấp và mãn tính thì nó có thể có triệu chứng giống nhau, và cái hình ảnh HRCT trong nhiều trường hợp thì nó không tương đồng với triệu chứng lâm sàng. HP mãn tính thì vẫn có những đợt cấp hoạt động và tiếp tục tiến triển sau đấy, và do đó là cái cách phân loại này nó không giúp tiên lượng bệnh và tiên lượng được cái đáp ứng điều trị của người bệnh. Thế thì dựa thêm những cái bằng chứng về
về đáp ứng của bệnh này, dựa trên những bằng chứng về tiên lượng bệnh. Hiện nay thì người ta sẽ xu hướng là người ta sẽ phân chia cái viêm phổi thắng cảm thành hai cái nhóm chính, là nhóm có xơ hóa hay là không xơ hóa, hoặc là một thuật ngữ khác là viêm phổi thắng cảm hoạt động hay không hoạt động. Thì cái cách này ấy, xơ hóa hay không xơ hóa là đánh giá chủ yếu trên HRCT, và cái cách phân loại này thì nó cho cái hình ảnh khách quan, vì là phim mình có thể nhìn thấy cái tổn thương xơ hóa trên trên phim lớp vi tính, và cách phân loại này nó cũng có giá trị tiên lượng bệnh, và thường là những cái bệnh nhân viêm phổi thắng cảm xơ hóa sẽ có cái thời gian sống thêm kém hơn so với những bệnh nhân mà có viêm phổi thắng cảm không xơ hóa. Và với sự phát triển của các loại thuốc chống xơ hiện nay ấy, thì cái cách phân loại này nó cũng giúp theo dõi và lựa chọn điều trị, cũng như là có thể áp dụng vào trong các nghiên cứu. Đây là một cái nghiên cứu năm 2019, người ta so sánh giữa cái thời gian sống thêm ở cái tỷ lệ sống sau 7,5 năm ở những cái bệnh nhân có xơ hóa, xơ phổi vô căn không có xơ hóa này, viêm phổi thắng cảm không xơ hóa, với cả những cái nhóm với những bệnh nhân của hai cái bệnh lý này có xơ hóa và có xơ hóa dạng tổ ong, thì người ta thấy là cái tỷ lệ sống sau 7,5 năm này cao nhất là ở nhóm bệnh nhân viêm phổi thắng cảm không xơ hóa, tiếp đến là viêm phổi thắng cảm có xơ hóa, bệnh nhân IPF xơ hóa thì có cái tiên lượng sống kém hơn hai cái nhóm này, tuy nhiên vẫn cao hơn những cái trường hợp mà đã có dấu hiệu tổ ong. Và chúng ta để ý ở đây là bệnh nhân viêm phổi thắng cảm khi mà đã có xơ hóa dạng tổ ong rồi thì cái tiên lượng nó tương đương với cả cái bệnh nhân IPF. Về mặt chức năng hô hấp thì chúng ta cũng nhận thấy là ở những bệnh nhân viêm phổi thắng cảm mà có xơ hóa thì cái chức năng hô hấp mà ở đây người ta đo là FVC mà dự kiến thấp hơn đáng kể so với những cái trường hợp mà không có xơ hóa. Và ở cái trường hợp viêm phổi thắng cảm xơ hóa đã có hình tổ ong rồi thì cái mức độ suy giảm FVC thì nó tương đương với cả IPF có xơ hóa tổ ong, và thậm chí còn còn giảm hơn so với cả cái nhóm này. Chẩn đoán xác định viêm phổi thắng cảm thì cần cách tiếp cận đa chuyên khoa, và bốn cái cột trụ chính trong việc chẩn đoán xác định đó là xác định kháng nguyên, đây là vấn đề quan trọng nhất nhưng mà khó thực hiện, và ngay cả ở những nước mà phát triển đấy thì cái tỷ lệ xác định được kháng nguyên ở những trường hợp viêm phổi thắng cảm xơ hóa nó cũng vào khoảng 50% thôi, chứ không phải từ trường hợp nào mình phát hiện được. Và không phát hiện được cái kháng nguyên thì mình rất là khó, mình không cắt đứt được cái tiếp xúc phơi nhiễm với kháng nguyên, và như thế thì mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc điều trị hiệu quả cho người bệnh. Thứ hai là cắt lớp vi tính, độ phân giải cao HRCT. Thế thì vai trò của HRCT đó là phát hiện các dấu hiệu hình ảnh mà giúp mình hướng hướng tới bệnh nhân bị mắc viêm phổi tăng tạng. Chúng ta xác định các cái dấu hiệu xơ hóa để phân vào hai nhóm, mà phân viêm phổi tăng tạng có xơ hay không có xơ, từ đó tiên lượng bệnh. Một cái xét nghiệm rất quan trọng khác là xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang. Đấy, thì trong pha cấp của viêm phổi tăng tạng thì cái dịch này nó thường tăng bạch cầu, tuy nhiên là những pha bán cấp của mãn tính thì cái tỷ lệ người ta lại sẽ nhận thấy là cái tỷ lệ lymphocyte thì là nó sẽ tăng, và cái cắt ở người ta sử dụng trong chẩn đoán là trên 20%. Ngoài ra thì như đã trình bày ở trên ấy, thì cái viêm phổi tăng cảm nó thuộc nhóm bệnh phổi mô kẽ u hạch, cho nên là khi mình sử dụng cái dịch rửa phế quản phế nang mình đồng thời mình tính cho cái tỷ lệ CD4 hay CD8 thì chúng ta phân biệt và sản phẩm. Sinh thiết phổi là cái lựa chọn, cái bước chẩn đoán cuối cùng, vì đây là một cái thủ thuật xâm lấn và chỉ thực hiện được ở một số trung tâm lớn thôi, đặc biệt là Việt Nam cũng không nhiều bệnh viện thực hiện được sinh thiết phổi. Sinh thiết phổi trong viêm phổi thắng cảm nó không phải là cái sinh thiết phổi sử dụng kim dưới hướng dẫn của các lớp vi tính, mà nó bắt buộc là phải sinh thiết phổi mở, mình cắt một cái mảnh mô có kích thước từ 1,5 đến 2 cm ra để nhuộm và soi. Thế thì khi nào thì mình làm cái này? Mình làm cái này khi mà không có cái sự phù hợp giữa lâm sàng xét nghiệm và hình ảnh cắt lớp vi tính, và trong một số cái trường hợp ấy, và mà mình không phân biệt được liệu đây có phải là cái viêm phổi tăng tạng xơ hóa mãn tính không, hay là đây là một cái xơ phổi vô căn, thì mình cũng cần phải sinh thiết phổi. Thì đây là một cái lưu đồ chẩn đoán của khuyến cáo năm 2020 của Liên hội ATS, DRS và ALAS, thì người ta khuyên là gì? Đầu cách cái bước tiếp cận đầu tiên là chúng ta sẽ chụp cắt lớp vi tính. Trên cắt lớp vi tính chúng ta sẽ xác định ra các dấu hiệu điển hình cho viêm phổi thắng cảm, hay là phù hợp với viêm phổi thắng cảm, hay là không phù hợp với viêm phổi thắng cảm.
Tiếp đấy thì người ta sẽ xác định các cái yếu tố kháng nguyên dựa vào cái xét nghiệm IgG huyết thanh. Bước tiếp theo sẽ là sử dụng các cái xét nghiệm của dịch chuyển phế quản phế nang. Đấy. Và cuối cùng mới là sinh thiết để chẩn đoán, và cái mức độ chẩn đoán người ta ở đây mình nhìn thấy này, đã không đưa ra, hầu như là không đưa ra chẩn đoán xác định nếu như mà chỉ sử dụng một phương pháp chẩn đoán riêng lẻ. Chẩn đoán definite, chẩn đoán xác định chỉ được đưa ra khi đã kết hợp nhiều phương pháp chẩn đoán khác nhau. Đấy, và trong trường hợp mà không được phải đạt được cái definite này thì người ta đưa vào cái khái niệm là mức độ tự tin trong chẩn đoán là cao, trung bình hay là thấp. Tương tự trong cái khuyến cáo năm 2021 của CHEST thì người ta cũng hàng đầu sau cái thăm khám lâm sàng như nhiều trên lâm sàng xác định kháng nguyên, nếu mà xác định được hay không, có thể xác định được này, không xác định rõ ràng mà không xác định được. Đấy, thế thì sau cái khám lâm sàng thì đầu tiên sẽ là HRCT, sau đấy sẽ là cái xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang. Khi đã có kết quả hai cái xét nghiệm này rồi thì người ta sẽ đưa ra hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa bệnh phổi kẽ để quyết định xem là cái trường hợp này thì có đưa ra được cái chẩn đoán HP ngay không, hay là đưa ra được một cái chẩn đoán với cái độ tự tin cao hay không. Trong trường hợp mà không đưa ra được các cái trường hợp cái chẩn đoán với độ tự tin cao ấy, thì người ta sẽ phải đi sinh thiết phổ và đưa cái kết quả sinh thiết phổ về kết hợp với những kết quả hình ảnh trên xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang để đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Và mình để ý ở đây là cái chẩn đoán trên các lớp vi tính người ta cũng chia ra làm ba cái mức, là mức điển hình cho HP, mức phù hợp hoặc không xác định. Và tương tự đối với cái giải phẫu bệnh mình cũng có điển hình cho HP, phù hợp cho HP, không xác định với HP và các cái chẩn đoán khác. Và cái mức độ tự tin chẩn đoán người ta coi là nếu như mà đã tự tin trên HP khi mà hội đồng tự tin trên 90% và chẩn đoán có độ tự tin cao là tự tin chẩn đoán từ 70 đến 90 và tự tin thấp là trên 50% cho đến 70%, và dưới 50% thì sẽ là không không chắc, cái này sẽ là HP và người ta sẽ phải đi làm xét nghiệm. Thế thì ở trong cái bài này tôi sẽ chỉ tập trung vào cái phần chẩn đoán hình ảnh và tập trung chính vào cái phần để mọi người có thể nhận biết được những cái dấu hiệu mà mình tìm được những cái trường hợp HP điển hình. Thế thì chúng ta nhìn sâu hơn vào giữa hai khuyến cáo 2020 của ATS và khuyến cáo 2021 của CHEST thì chúng ta sẽ thấy là cả hai đều dựa vào cái hình ảnh điển hình của viêm phổi tăng tràng để đưa ra chẩn đoán. Trong cái guideline của CHEST ấy, thì khi mà chúng ta đã phát hiện được cái yếu tố kháng nguyên nghi ngờ và chúng ta có hình ảnh HRCT điển hình là chúng ta đã đặt được cái chẩn đoán HP rồi. Và với cái guideline của ATS thì khi mà chúng ta có hình ảnh HP điển hình ở trên các lớp vi tính kèm theo xác định được kháng nguyên thì chúng ta cũng có thể kết hợp với cả cái dịch rửa phế quản chúng ta đã đủ để đưa ra chẩn đoán xác định rồi mà không cần phải có giải phẫu bệnh. Tuy nhiên nếu như mà với trường hợp mà cái hình ảnh HRCT điển hình mà chúng ta không tìm được cái kháng nguyên phơi nhiễm thì chúng ta sẽ phải cân nhắc làm thêm cái sinh thiết để chúng ta xác định, để đạt được cái chẩn đoán xác định. Thế thì về hai khuyến cáo về mặt kỹ thuật thì đều tương đương nhau, đều sử dụng cái chuẩn chụp HRCT của ACR, tức là Hiệp hội Điện quang Hoa Kỳ, tức là sẽ chụp không tiêm thuốc cản quang này, tái tạo mỏng dưới 1,5 mm và chụp hai tư thế, luôn luôn phải chụp hai tư thế, là tư thế nằm ngửa chúng ta chụp ở thì cả thì hít vào là một tư thế và thì thở ra là một tư thế khác. Với tư thế nằm sấp này thì không phải bắt buộc, thì chúng ta chỉ cần thường hít vào tối đa thôi, và người ta khuyến khích là chụp ở chế độ giảm giảm liều xạ từ 1 đến 3 milisievert, nhưng mà không phải chụp ở chế độ liều xạ liều tia siêu thấp. Đấy, hiện nay đã có rất nhiều cái máy cắt lớp vi tính thế hệ mới có thể chụp ở mức dưới 1 milisievert, tuy nhiên là nó sẽ làm giảm chất lượng hình ảnh trong đánh giá tổn thương kẽ.
Tại sao đây là hai cái phim minh họa là chụp thì hít vào và tư thế nằm ngửa và thì thở ra tư thế nằm ngửa. Thì mục đích của cái phim chụp này chúng ta tìm các cái bệnh khí là những cái vùng mà không thay đổi động độ ở trên thì thở ra. Chúng ta phải chụp phim tư thế nằm ngửa và nằm sấp. Khi mà chúng ta nghi ngờ cái vùng tổn thương phổi là cái tổn thương phổi do tư thế thì chúng ta phải chụp cho bệnh nhân chụp nằm sấp. Với những cái trường hợp mà tổn thương phổi này là cái xe phổi thụ động do tư thế thì ở cái phim chụp nằm sấp nó sẽ hết, còn những cái trường hợp như trong trường hợp này là mình thấy một sơ hóa rất là kín đáo ở cái vùng thành dưới màng phổi thành dưới sau, mà chúng ta không biết được là cái này là tổn thương sơ hóa thực sự hay là chỉ là cái xe phổi do tư thế thôi. Thì chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp chụp thì thấy tổn thương vẫn tồn tại, tức là đây là tổn thương sơ hóa thực sự. Đây là một cái hình, đây là cái nghiên cứu liên quan đến cái việc liệu chúng ta có nên chụp liều siêu thấp để hạ liều tia cho bệnh nhân không. Thì người ta nhận thấy là ở cái bệnh nhân liều thấp ấy, đây là chụp liều thấp thì chúng ta thấy là vẫn nhận biết được các cái tổn thương tương đối rõ ràng. Tuy nhiên khi chúng ta chụp cái liều siêu thấp ấy, thì ở cái phần bìa phổi, phần rìa phổi này thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nhiễu và nó làm hạn chế khả năng đánh giá độ chính xác tổn thương, nên người ta khuyến cáo là không chụp liều siêu thấp cho những cái bệnh nhân này. Thế về mặt các dấu hiệu chẩn đoán thì sao? Rồi các dấu hiệu chẩn đoán ấy, thì hai khuyến cáo 2021 và cái khuyến cáo 2020 của ATS và khuyến 2021 của CHEST thì họ lại đưa ra đều xếp các hình ảnh các lớp vi tính và hai nhóm thể điển hình thể phù hợp đối với HP không sơ hóa. Tuy nhiên cái thuật ngữ họ dùng thì khác nhau. Ở cái thể điển hình trong cái khuyến cáo ATS thì người ta nó là điều kiện cần là ít nhất một dấu hiệu của tổn thương thâm nhiễm nhu mô trên HRCT và ít nhất một dấu hiệu tổn thương đường dẫn khí nhỏ và các tổn thương phải phân bố lan tỏa, và sau đó người ta đưa ra một loạt các cái định nghĩa. Các dấu hiệu thâm nhiễm nhu mô là bao gồm có hình kính mờ này, hình thể khảm này, các dấu hiệu tổn thương đường dẫn khí nhỏ bao gồm là nốt trung tâm tiểu thùy có cái mờ mờ có hình bệnh khí, và các bức tường nhu mô không đặc hiệu thì có kính mờ kín đáo và đồng nhất này, đông đặc khoảng thông khí, hình kèn khí và kiểu phân bố thì tiền là theo chiều lan tỏa theo chiều trên dưới và theo trục phế quản mạch máu. Thế thì cái cách mô tả của về 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 tiêu chuẩn chẩn đoán của ATS thì này thì sẽ khá là khó cho những người mà chưa làm quen. Còn đối với cái cách mô tả cho cái tổn thương điển hình của khuyến cáo của CHEST thì nó rõ ràng và nó trực quan hơn. Họ yêu cầu là cần có một trong các dấu hiệu là nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy ranh giới không rõ lan tỏa toàn bộ các vùng phổi, tức là cả phần trên, phần cao, phần thấp và phần giữa của phổi, có dấu hiệu ba tỉ trọng trên phim chụp thì hít vào và hình cảm của bệnh khí trên phim thì hít vào kèm theo nốt trung tâm tiểu thùy, ngoài ra không có các dấu hiệu gợi ý chẩn đoán khác và tương tự có thể phù hợp của cái test thì nó cũng rõ ràng hơn so với cả cái tiêu chí của cái test, nó cũng rõ ràng hơn so với tiêu chí của ATS. Là các ATS thì họ mô tả các hình thái tổn thương nhu mô không đặc hiệu mà đã được mô tả trong phần HP. Thế còn ở trong cái test thì nó chi tiết hơn, đó là một trong các dấu hiệu là nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy nhưng không phân bố lan tỏa và không kèm theo hình thể khảm hoặc bệnh khí tiểu thùy, hình kính mờ lan tỏa hoặc thành mạng, hình khảm của bệnh khí tiểu thùy không kèm theo nốt trung tâm tiểu thùy và kính mờ. Tương tự họ cũng sẽ sử dụng các cái tiêu chí này để người ta phân nhóm chẩn đoán HP sơ hóa thành các nhóm thể điển hình, thể phù hợp và thể không xác định. Thế thì đối với ATS thì họ vẫn sử dụng các cái category về tổn thương tương tự như cái không sơ hóa. Nhưng mà tiêu chuẩn là cần sơ hóa phổi theo một trong ba kiểu hình phân bố, tức là ngẫu nhiên theo chiều trên dưới hoặc theo trục phế quản mạch máu hoặc ưu thế phần giữa phổi hoặc là chỉ xảy ra tại phổi, và ít nhất một dấu hiệu tổn thương đường dẫn khí nhỏ, tức là một trong hai dấu hiệu nốt trung tâm tiểu thùy BM và bệnh khí. Test thì cái guideline test thì nó rõ ràng hơn, dấu hiệu sơ phổi kèm theo nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy ranh giới, dấu hiệu ba tỉ trọng trên phim chụp thì hít vào, vân vân. Thế thì tựu chung lại thì nhìn thì rất là phức tạp đúng không ạ, rất là phức tạp, nhưng mà tựu chung lại nó chỉ có khi mà mình phiên giải ra hình dấu hiệu hình ảnh ấy, thì nó chỉ có 5 dấu hiệu chính thôi. Thứ nhất là hình khảm, thứ hai là hình bệnh khí, thứ ba là dấu hiệu ba tỉ trọng và thứ tư là dấu hiệu kính mờ hoặc là nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy, năm là các cái dấu hiệu về sơ hóa phổi. Sau khi mình đã nắm được 5 cái này rồi thì mình có thể mình đảo ngược, mình đi ngược lại để mình áp vào cho từng tiêu chí, sau đó mình đưa ra cái chẩn đoán. Thứ nhất là cái hình kính mờ chúng ta đã biết và qua nhiều hội nghị chúng ta biết là hình kính mờ là cái vùng tổn thương tăng thể trọng, tức là màu trắng ở trên phim nhu mô phổi.
tăng tỉ trọng hơn so với mô phổi thường mà không xóa cấu trúc giải phẫu bên trong như thành phế quản và mạch máu. Và cái này tổn thương này chỉ quan sát thấy trên cửa sổ nhu mô mà không quan sát được trên cửa sổ thâm thất. Và khi mà chúng ta tham gia, chúng ta biết là cái đây là có nhiều nguyên nhân khác nhau để gây ra hình ảnh kính mờ, ví dụ như khoảng trao đổi khí bị lấp một phần hoặc là bị lấp một phần bởi tổ chức dịch hoặc là tổ chức tế bào, tổn thương dày tổ chức sẽ kẽ do thâm nhiễm tế bào, do sơ hóa và do ứ dịch, rồi tổn thương và sạch về ngang, rồi tổn và tăng thể tích rửa máu mạch vân vân. Tuy nhiên trong viêm phổi thắng cảm ấy, thì cái tổn thương kính mờ này nó có đặc điểm là phân bố theo bó mạch phế quản, tức là nó sẽ đi theo cái trục phế quản mạch máu từ trung tâm ra ngoại vi, thường đi kèm theo cái hình thể khạc ở cái vùng phế quản bị tổn thương tương ứng và có thể kèm theo dấu hiệu sơ hóa phổi. Khi mà nhìn tuy nhiên trong những cái trường hợp mà được mà cấp ban đầu thì sẽ không có dấu hiệu này. Thì cái kính mờ ở trong viêm phổi tăng cảm nó thể hiện một cái tình trạng là thâm nhiễm các tế bào viêm vào trong tổ chức phế nang, thành phế nang. Tổn thương thứ hai, tổn thương bẫy khí, thì cái này chúng ta biết đây hậu quả tắc nghẽn đường dẫn khí gây ra ứ đọng khí ở trong nhu mô phổi, biểu hiện là các vùng giảm tỉ trọng trên HRCT, trên phim chụp thì thở ra nhé. Đấy, có những cái trường hợp mà mình chụp cái thì hít vào ấy thì mình sẽ không phát hiện được những cái tổn thương bẫy khí này, nhưng mà khi mình chụp thở thì thở ra thì những cái phần phổi có thông khí nó sẽ có thu nó co lại dần, tăng tỉ trọng hơn so với bình thường. Còn những cái vùng phổi mà không có khả năng trao đổi khí thì khí nó vẫn ở đấy thôi, thì trong cái phim chụp thì thở ra nó sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Và trên phim chụp thì hít vào ấy, thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm ngay kể cả những hình khảm này, thì trên phim chụp thì hít vào chúng ta vẫn có thể nhầm hoặc khó phân biệt với những cái hình khảm do tưới máu hoặc là những phần nhu mô phổi thường trên nền một cái mà có cái kính mờ. Ví dụ ở đây thì chúng ta ghi là cái phần vàng này là cái phần phổi bình thường, cái phần đỏ này là cái phần tổn thương ứ khí và đây là phần xanh là phần kính mờ do thâm nhiễm tế bào. Đấy, thế thì rõ ràng là bằng mắt thường nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm là rất là khó phân biệt được là giữa cái phần bệnh khí màu đỏ này và bệnh khí màu vàng có gì khác nhau. Tuy nhiên ở trên phim cụt thì thở ra thì cái phần bệnh khí tưởng là bệnh khí ở cái phần tròn màu vàng ấy, thì nó mất đi và chúng ta nhìn thấy rõ được bệnh khí ở vùng màu đỏ. Đó, một cái tổn thương khác và cái hình thể khác thì định nghĩa của nó là các cái vùng nhu mô tỉ trọng khác nhau gặp ở trên phim thì hít vào, và chúng ta sẽ có ba dạng khảm là phổi thường, đúng không? Nhu mô phổi thường nó hơi sáng sáng một tí, xem lại kẽ những phần trắng hơn một tí ở trên phim là cái phần kính mờ. Cái dạng thứ hai là cái phần phổi thường đi kèm với cái phần giảm tỉ trọng do bẫy khí. Đấy, và thứ ba là chúng ta sẽ có kết hợp cả ba dạng tổn thương này, vừa có phổi thường, vừa có phần tăng tỉ trọng và vừa có phần giảm tỉ trọng. Thì cái tổn thương này thì người ta gọi là tổn thương ba tỉ trọng, mà cái danh pháp cũ gọi là Hitchinside đấy. Thế thì trong viêm phổi thắng cảm thì chúng ta có cái phần tổn thương kính mờ sẽ là phần phổi thâm nhiễm tế bào đã nói ở trên này, phần giảm tỉ trọng sẽ là phần bệnh khí, và cái phần ngoài ra chúng ta sẽ có phần phổi bình thường nữa. Sau đó thì mình đã nhắc lại một lần nữa là chúng ta luôn phải chụp hai phim một hai thì hít vào và thở ra để so sánh. Ở cái dấu hiệu ba tỉ trọng chip identity sign này thì là một cái dạng đặc biệt của thể khảm thôi. Tuy nhiên thì người ta nói là cái tổn thương này này thì rất là đặc hiệu cao cho viêm phổi thắng cảm và có sơ hóa, cho nên là khi mình chụp mình phải để mình đọc phim mình phải để ý đến cái dấu hiệu này. Có độ đặc hiệu cao thì khi mình nhìn thấy hình này là mình phải nghĩ đến viêm phổi thắng cảm. Dấu hiệu sơ hóa phổi thì chúng ta đã biết rồi, dấu hiệu sơ hóa phổi trên HRCT thì sẽ được xác định khi xuất hiện một trong các dấu hiệu, thứ nhất là hình mờ lưới, đúng không? Thứ hai là các hình dạng phế quản hoặc tiểu phế quản co kéo. Thứ ba là hình dạng thể tích của thủy phổi. Dạng thể tích của thủy phổi thì mình nhìn bằng cách mình xem cái đường đi của phế quản và cái rãnh liên thủy có bị co kéo hay không. Ví dụ trong trường hợp này là rãnh liên thủy hơi bị co kéo ra sau ở vị trí này, đúng không ạ? Còn đây là rãnh liên thủy bình thường. Và cuối cùng là nếu mà có hình tổ ong thì là đặc điểm của sơ hóa phổi giai đoạn cuối đấy. Ở đây tôi xin trình bày hai cái ca mà chúng ta phân loại theo hai cái guideline này. Các trường hợp thứ nhất là một trường hợp HP không sơ hóa, thể điển hình như thế nào chúng ta sẽ xem phim. Ở trên phim này chúng ta để ở trên cái phim phần cao của phổi, đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là rất nhiều cái nốt tổn thương trung tâm tiểu thùy ở toàn bộ, thùy phần thùy trên này, phần thùy giữa này,
ở phần phía dưới. Bây giờ có hai cái loại nốt ở đây, một là nốt cái bờ mờ ở vùng này và những cái nốt mà có cái bờ rất là rõ. Ở đây chúng ta không thấy dấu hiệu giãn phế quản co kéo, chúng ta không có các cái dấu hiệu tổ ong để gợi ý có một cái tình trạng xưa phá phổi. Cái hướng đi của rãnh liên thùy thì vẫn bình thường, hơi cong ra phía trước, mình chưa có dấu hiệu co kéo cục chức. Và ở phần đáy phổi hai bên chúng ta thấy có vẻ như có một số hình thể khác. Thế thì nếu mà chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn ATS vào thì chúng ta thấy là cái hình ảnh điển hình. Thứ nhất là chúng ta có sơ hóa phổi không như thể đáy phổi, vì là cái tổn thương là tổn thương ở phía trên. Thứ hai là chúng ta có tổn thương đường dẫn khí nhỏ ở nốt GGO. Đấy, bờ mờ là ở cái phần phía giữa. Thứ ba là chúng ta có cái tổn thương lan tỏa. Đấy, thế thì mình áp vào cái bảng của ATS phía trên thì nó ra đây là ở hình ảnh điển hình. Và ở cái hình ảnh chest, theo cái tiêu chuẩn của chest thì là mình có hình khảm bệnh khí trên phim thì hít vào kèm theo nốt trung tâm biểu thủy, đúng không? Cái tiêu chí này đạt được dễ hơn, đọc dễ hơn, đúng không? Tuy nhiên thì có một cái tương đối lăn tăn ở đây, đấy là cái nốt nốt ở đây mình có hai cái phần nốt nó bị mix với nhau. Phần thứ nhất là những cái nốt có ranh giới rất là rõ, phần thứ hai là ở những cái nốt mà nó có cái ranh giới nó không rõ. Nhưng ở đây là phim mà mình tôi zoom lên, mọi người nhìn thấy đây những cái nốt ranh giới rất là rõ, xen lẫn những cái nốt mà ranh giới không rõ. Thì bệnh nhân này được đưa ra hội đồng chuyên môn bệnh phổi kẽ thì có trình bày về việc là nốt trung tâm điều trị bờ rõ này nó không điển hình cho HP, mặc dù cái xét nghiệm mà dịch dược phế quản phế nang là khá là tương đồng, lên tới 60% cơ. Tuy nhiên cái dịch này thì được làm sau cái buổi hội chẩn này, và trong buổi hội chẩn này đưa ra quyết định là làm cái dịch dược này và kèm theo cái sinh tiết mở. Thì ở đây là bệnh nhân được kẹp lăng tắt một cái đoạn một cái màu phổi ở vùng đáy bên phải. Ở trên xét nghiệm thì lại có bệnh là có tổn thương viêm một cái thân ở tế bào, các thể ma dâm ở lớp kín từ phế quản và u hạt nhỏ hình thành kém, nên cái hình ảnh này nó gợi ý là cái viêm phổi có mẫn hay là một cái tên khác của viêm phổi thận cảnh. Thì đây là một cái trường hợp điển hình như vậy, là chúng ta sẽ có là điển hình ở trên giải phẫu bệnh này và điển hình ở trên HRCT và cái xét nghiệm mà dịch dược phế quản Việt Nam cũng phù hợp. Ở đây một trường hợp đã được chẩn đoán viêm phổi thận cảnh, bệnh nhân sau đấy thì được điều trị bằng steroid liều cao và mặc dù tổn thương trên phim thì giảm rất là chậm, nhưng mà cái chức năng thông khí và cái chức năng hô hấp của người bệnh thì cải thiện rất là rõ rệt sau 4 tuần điều trị. Như vậy phía trên là tôi đã trình bày một cái trường hợp điển hình của viêm phổi thận cảnh không sơ hóa, tuy nhiên cần phải chẩn đoán thêm bằng giải phẫu bệnh. Tiếp theo tôi xin trình bày một cái ca hạ thứ hai, và ca này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhiều hơn ở trên lâm sàng, đấy là một trường hợp viêm phổi thận cảnh sơ hóa thể điển hình, nhưng mà vào viện ban đầu là ở cái thể sơ hóa tối thiểu. Thì đầu tiên là bệnh nhân được chụp phim cắt lớp vi tính vào tháng 7 năm 2020, đi khám thì khó thở. Thế thì trên phim chúng ta thấy là bệnh nhân này sẽ có rất nhiều nốt kính mờ trung tâm tiểu thủy ở toàn bộ các thủy, như thế ở phần giữa phổi. Tuy nhiên cái nốt trung tâm tiểu thủy này thì lại có cái hình dạng nó khá là kín đáo và đòi hỏi có kinh nghiệm nhìn được. Thứ hai là chúng ta thấy bệnh nhân có một cái phần tổn thương dạng lưới, đó tổn thương dạng lưới và phân bố theo trục phế quản mạch máu và ưu thế ở phần cao của phổi. Ngoài ra cũng có những cái tổn thương dạng lưới và kính mờ rất kín đáo ở vùng đáy phổi hai bên, tuy nhiên thì không rõ ràng ở phần phần cao của phổi. Những cái tổn thương kính mờ này này, đấy, nó tạo ra những cái dạng khảm rất kín đáo ở vùng đáy phổi hai bên, và do tổn thương kín đáo quá cho nên là bệnh nhân được cho kháng sinh rồi về nhà. Đấy, mặc dù vậy nếu như mà chúng ta đọc kỹ phim thì theo cái tiêu chuẩn ATS chúng ta đã thấy bệnh nhân có dấu hiệu thâm nhiễm nhu mô, là những cái hình kính mờ rất kín đáo ở vùng đáy hai phổi, dấu hiệu sơ hóa phổi, đúng không ạ, và tổn thương đường dẫn khí nhỏ là những cái nốt trung tâm tiểu thủy.
Đấy, ví dụ ở đây một cái nhược điểm trong cái phim chụp ở cái kỳ này của bệnh nhân là bệnh nhân không được chụp phim thì thở ra, cho nên là chúng ta không nhìn được rõ cái bệnh khí, và những cái tổn thương mà tôi vừa mô tả trên hoàn toàn là hồi cứu lại sau khi xem cái phim chụp thứ hai của bệnh nhân. Và ở theo cái tiêu chí của chest thì chúng ta thấy là nếu chúng ta biết cái tiêu chí của chest này, chúng ta sẽ nghĩ đến nhiều hơn, vì ở trong những tiêu chí của chest thì điển hình nó chỉ có là dấu hiệu xương hóa phổi và nốt ở kính mờ lan tỏa thôi, và bệnh nhân này thì thỏa mãn cả hai điều kiện, vừa có tổn thương xương hóa phổi và vừa có tổn thương nốt kính mờ lan tỏa. Và đây là phim chụp của bệnh nhân tháng 7 2020 và tháng 1 năm 2021. Tại thời điểm tháng 1 năm 2021 thì chúng ta thấy là các cái tổn thương nốt trung tâm tiểu thùy thì nó rõ rệt hơn rất nhiều. Đấy, nó rõ rệt hơn rất nhiều, và chúng ta hoàn toàn có thể nhận định dù trên đây là một cái phim quay theo dạng video kèm theo tổn thương xương hóa phổi. Ở phần cao không thay đổi, tuy nhiên ở phần thấp thì đã xuất hiện tình trạng viêm phổi tổ chức hóa ở cả hai thùy, ở thùy dưới hai bên. Bệnh nhân này thì vẫn chưa có tổn thương tổ ong. Tại cái thời điểm này, với hình ảnh này thì cái tiêu chuẩn áp tiêu chuẩn chẩn đoán của ATS và check vào thì cái này nó lại không còn là cái hình ảnh điển hình nữa rồi. Và vì sao? Vì cái theo cái tiêu chuẩn của ATS thì nó chỉ phù hợp thôi, vì bệnh nhân có thêm một cái tổn thương đông đặc hoặc không khí. Và cái xơ hóa phổi bệnh nhân không phải dạng điển hình, dạng điển hình là xơ hóa ở phần cao và phần giữa. Còn trong trường hợp này bệnh nhân có đông đặc tổ chức hóa và cái xơ hóa do dạng phế quản có kéo ở cái phim lần này ấy, thì nó lại ưu thế ở phần dưới. Nhưng mà khi mà mình kết hợp với cái phim cũ thì mình có thể khẳng định luôn trường hợp này là một cái trường hợp có hình ảnh điển hình của viêm phổi tăng cao, đã diễn biến từ cái tình trạng xơ hóa tối thiểu sang là tình trạng tiến triển của viêm phổi tổ chức hóa. Và cái áp tiêu chuẩn của check vào thì mình thấy là đang từ một cái chẩn đoán là điển hình chuyển thành một cái chẩn đoán phù hợp. Đấy. Tức là bệnh nhân này có dấu hiệu xơ hóa phổi và nốt di rô rải rác, dù chủ yếu ở phần cao phần giữa, ở phần dưới này hầu như mình không nhìn thấy nữa, hay thay cái tổn thương di rô ở phần dưới bằng cái tổn thương viêm phổi tổ chức hóa. Thế thì ở khi mà trình bày cái này, tôi muốn quý đồng nghiệp và lưu ý cho việc chẩn đoán sớm, mình phát hiện những dấu hiệu rất là kín đáo là rất quan trọng, vì khi mà đã để chuyển sang những giai đoạn sau ấy, thì việc để mình đặt ra một cái chẩn đoán điển hình là rất là khó. Đó. Thế về kết luận thì viêm phổi tăng cảm là bệnh phổi mô kẽ u hạt do kháng nguyên bên ngoài và được phân loại thành viêm phổi tăng cảm xơ hóa và không xơ hóa. Các đơn vị tính thì đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán. Hai khuyến cáo mới nhất gần đây là khuyến cáo ATS năm 2020 và khuyến cáo CHEST năm 2021 thì sẽ phân nhóm hình ảnh HRCT của viêm phổi tăng cảm thành các nhóm điển hình phù hợp và không xác định để xác định chiến lược chẩn đoán. Và các cái dấu hiệu hình ảnh quan trọng là nốt kính mờ trung tâm tiểu thùy lan tỏa dấu hiệu ba thì trọng để giúp chẩn đoán HP thể điển hình. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.